mình làm người cuối cùng ăn trái cây nữa hả chú? Thôi nhớ clip này làm gọi mà. Chú mua nhiều trái cây chắc chắn là hứa hết người cuối cùng ăn trái cây rồi. Ồ vậy hả? Không phải như tụi con nghĩ đâu. Chú mua nhiều trái cây nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cuộc thi là người nào làm kẹo trái cây hồ lô ngon nhất, đẹp nhất sẽ thắng 1 triệu của chú. Wow. Thì hôm nay là chú với Vinh sẽ làm ban giám khảo nha. Ủa chú mua trái cây gồm rồi hả chú? Ở đây con thấy quá trời luôn. Ừ đúng rồi đó. Đây chú khó nè. Đây là mận ăn phước nè. Táo này táo xanh. Này khóm. Này mít. Này vua trái cây là sầu riêng nè. Này là sơ ri. Này trái dâu. Này trái trăm. Wow. Trái bưởi. Này trái ổi. Trái táo đỏ. Này là vải. Này chôm chôm. Này sòi non. Này sa bô chê. Này quýt xanh. Này là điều lộn hột. Này kiwi. Này bon bon. Này mây thái. Này là quýt màu vàng. Này nho xanh. Nho đỏ. Này mận Hà Nội. Này là cóc. Này là măng cụt. Còn trái nữa chú ơi. Quay có trái gì nhỏ nhỏ này chú nè. À trái hạnh đó không? Rồi trái này là trái tắc trái hạnh nè. Wow. Tất cả các loại trái cây chỉ thích là dâu chị chọn. Ôi ơi trời ơi. Tôi cũng dâu nữa. Em dâu này là của em. Ủa tôi. Thôi mấy đứa ngưng đi, mấy đứa ngưng đi. Để cho công bằng á là mấy đứa phải bốc thăm nha. Trúng loại nào thì làm loại đó cho công bằng. Team mình giờ có 8 người nên chia làm 4 đội nha. À, ủa để em biết làm kẹo hồ lô vậy? Ê, chị bắt chưa vậy? Ê, không được, không được. Nó nghe chú nói phải bốc thăm hả? À, bốc thăm. Đúng rồi, bốc thăm nè. Giờ số nào trùng thì chung đội nha. Thôi để con chứ. Bốc đi. Bốc hết luôn, bốc hết một lượt luôn, khoan mở nha. Chỗ này. Rồi bốc hết luôn. Mình bốc cuối cùng nha. Hòa hợp nha anh em, hòa hợp nha. Ờ cái cuối. Rồi mở ra đi. Như mình thì làm ban giám khảo khó lắm các bạn ơi. Ờ giờ ai chung bộ là đứng sát bên nhau đi. Dạ. Ơi chị đi ba. Chị đi ba. Số 1 nha bạn. Số 3 nha bạn. Ừ rồi ai số 2. Ê sao trùng hợp với ta. Ủa đúng là trùng hợp luôn nè, Như với Ân nè. Oh yeah. Ủa mà sao hai đội này trùng hợp chung đội mà sao thấy ai cũng không muốn, buồn hay gì vậy? Có đâu. Tại vì hai người không biết làm á chú ơi. Rồi bây giờ là tới bốc thăm trái cây nha. Mỗi đội bốc 2 phiếu liên tục luôn. Đây để đợi trước. Đội số 1 bốc trước luôn. 2 phiếu không? Bạn phiếu luôn phiếu bạn. Vô tay đi. Còn ai vô trái sầu riêng với trái dâu đây. Kiwi rồi. Ủa phải không? Sài non. Sò non phải. Chơi bãi. Rồi đội số 2. Vô tay thiệt. Vô tay con này. Táo đỏ. Wow. Sầu riêng con ơi. Sầu riêng xong nhúng mà anh. Chạy luôn anh phá sầu riêng mà. Bóc luôn khang bóc luôn cho anh. Trộn các bạn ơi. Trộn. Mạnh mạnh em ơi. Trái đều. Táo xanh. Rồi. Quay lại cho bốn chú ơi. Quay lại ngồi này. Rồi. Sa bông. Sầu riêng. Ngon mà em hết được, nó càng ngon dữ hơn nữa. Em phải ăn đường. Sorry. Wow. Kiwi. Wow. Măng cột với mít thái. Wow. Nhò đi. Thì là gì? Cóc. Đưa ai được. Nhò đi. Bị nhò đi. Quay lại. Bon. Rồi quay lại tiếp luôn một lần nữa. Quýt xanh. Xanh hả? Nhò đỏ. Còn nhò xanh. Nhò đỏ là phải còn nhò xanh. Bưởi. Nhò xanh. Vậy còn cái gì ta? Trái tắc. Rồi luôn. Quá lửa cái gì nè. Quýt vàng. Ổi. Mận Hà Nội. Ổi. Chồng lại cho mày nữa. Ở đây là còn có 4 phiếu à. Giờ là sao? 4 phiếu. Đúng rồi. Mở đoạn phiếu đi. Mây Thái. Bưởi rồi. Trăm. Không, trái này là trái trăm nha, ai ghi trăm vậy? Trời ơi, học sai chính tả kìa. Đúng rồi, chính tả nha. Lại tôi. Hứ, ấm là xì bùa. Hứ, thì cuối cùng. Khớp ngon. Rồi, đợi cuối cùng nha. Gì đây? Chuối. Chuối. Cũng được. Đây, chú muốn chuẩn bị là chú già nè. Tại nguyên liệu mà làm hồ lô trái cây là mấy đứa cần gì? Dạ, đường với nước thôi à. Đường với nước. Đơn giản ha, rồi chú cho là mỗi đội một bịch đường nè. Wow, cái này đường mía. Đường mía luôn. Cho con đi chia làm đi chú. Đúng rồi, mỗi đội chia ra một chỗ làm đi. Thì ở đây là mình mua tất cả các loại trái cây luôn. Coi loại nào làm kẹo hồ lô ngon nhất các bạn chờ đón nha. Bây giờ mình sẽ ngâm muối tất cả các loại trái cây này ăn cho nó an toàn nha anh em. Rồi mình sẽ gắp muối vô. Mình là bóc được những loại trái cây này nha bạn. Đây là táo đỏ, nho xanh, măng cụt và món được yêu thích nhất là dâu tây, khóm, mít và bưởi nha. Nguyên liệu tụi mình gồm có là đường với lại nước, tụi mình đã đâm sẵn rồi. Ủa bây giờ mình làm gì chị ba? Giờ mình xiên trái cây vô cây xiên đi. À mình xiên phải không? Ở đây mình có cây xiên, rồi xiên. Đã làm gì á?
mình xiên qua trái cây. Vậy là sao lại? Ủa chứ giờ sao? Thì mình phải gọt ra, mình tách từng mối mình xiên nha mới được chứ. À ra vậy thôi, để em gọt cho. Đó, mình cắt cái mặt ra. Đó. Rồi giờ em gọt bữa đi, giờ chị xiên trái cây. Dạ, ok vậy. Một xiên thì mình sẽ xiên tầm 2 tới 3 trái bạn. Rồi thế là xong một cây hồ lô nha bạn. Vậy chỉ cần nhúng đường nữa là thành một cây hồ lô trái cây. Rồi em cắt mũi xong rồi này chị ba. Sợ giờ em sỏi nha. Em phải tách ra từng muối luôn chứ em sỏi vậy sao mà nhúng được. Ủa em tưởng là chỉ gọt vỏ ra là sỏi rồi chứ. Rồi không có. Rồi bây giờ cắt ra. Bây giờ đội mình sẽ làm kiểu hồ lô nha bạn. Đội mình gồm sabo nè, trái điều với lại là mận Hà Nội, với táo, với mì Thái nè, và đặc biệt là có sầu riêng nha các bạn. Rồi. Và đặc biệt là có đường mới làm được nha. Tụi mình cũng đã chuẩn bị một cái nồi với lại cái bếp, một cái hồn. Mình chuẩn bị dao dớ để sát trái cây luôn nha anh em. Mình chuẩn bị một ly nước để hán đường nha anh em. Ê, bà sát trái cây trước đi chứ bà hán đường trước, hồi nó khét rồi trái cây đâu mà nhúng. Đúng rồi, giờ mình sát trái cây đi. Hello các bạn nha. Thì mình với Khang là chọn một chỗ rất là lý tưởng luôn nha. Nhà 2 tầng tự chế luôn. Wow wow. Trên đây rất là mát luôn nha anh em. Rồi nguyên liệu có gì em? Nguyên liệu của trái cây của mình gồm là trái chăm nè, rồi trái quýt nè, trái mận, chôm chôm, seri, trái tắc nha anh em. Này là kiwi nha. Rồi chính của mình là đường nha anh em. Bước đầu tiên mình làm cái gì vậy Khang? Bước đầu tiên mình nung đường nha anh. Nung đường cho nó kẹo lại, lát nữa mình sẽ chế vào trái cây. Ê, anh thấy cái chảo nóng rồi đó em, giờ em bỏ đường đi, anh bỏ nước cho. Bỏ đường nhiều anh. Bỏ đại đi. Bỏ chơi rồi. Rồi em chế đường vô đi em. Mình là bậc thầy, mình không cần đong đếm nha anh em. Đúng vậy. Rồi. Thôi giờ mình giảm lửa đi, rồi mình xiên que thôi. Đúng rồi. Anh em mình sẽ xiên que nha các bạn, giờ mình sẽ xiên mận trước nha. Anh Mạnh làm xiên gì đi, em xiên gọt vỏ chứ kiwi nha. Ok. Rồi, vậy là được một trái nha anh em. Wow, đẹp dữ em. Tay nghề của em mấy chục năm nữa anh. Từ từ, đừng bụng tay chân nha. Cho anh em xem nè. Ôi ôi, nhức cái nách liền. Thì hồi nãy mình với Đức bốc thăm được bao nhiêu trái cây nha các bạn. Đầu tiên là có chuối nè, mít xanh nè, xoài non, nho đỏ, bon bon, cóc, vải. Còn dụng cụ quê tụi mình nấu là bếp nè, còn hộp quẹt, nước để chút mình pha với đường nha các bạn. Đây bịch đường mía, cái chảo để mình pha đường, cái hớt và ăn dầu. Rồi tụi mình sẽ làm một cái bon bon phải nói là siêu to khổng lồ luôn nha. Mình giọt nguyên một đống lên mình làm cho chú để chú chấm điểm. Mình tạo hình này kia nữa. Đúng rồi, ngôi sao đồ. Các bạn nhớ đón xem nha. Đầu tiên giờ mình sẽ làm trái giải trước nha các bạn. Lò phụ tôi đi Đức ơi. Lò phụ. Đúng rồi. Không biết giải này có lấy hộp được không ta? Khỏi lấy hộp đi. Chứ đèn trắng ngon mà dính hộp. Trắng vô sao nó cứng á. Với lại mình đâu ghim vô giữa được đâu. Để xuống lấy cái muỗng cho lấy ra ha. Ok ok. Ok. Vậy lấy ra cũng được nha các bạn. Rồi. Trái. Đó con trái nữa là vừa luôn. Mỗi cái này ha, cái giật cái. Hay là 4 cái thôi ta. Vừa để cầm tay nữa. Tiếp theo mình làm trái nào Đức? Trái chú quýt đi. Ok, chú quýt đi. Bốn trái đi. Bốn trái nè. Luôn. Nãy bạn nói ý nghĩa gì mà bạn cắt hình vô sau cho bạn cắt á. Bữa này mình thấy nhìn thèm quá, để mình ăn thử một miếng rồi coi ra sao. Bữa này chua chua ngọt ngọt, dúng đường nữa là hết sảy của bà bảy luôn các bạn ơi. Rồi, trời ơi, có miếng này bự thôi mình lấy miếng này mình xài nha các bạn. Đó, hai miếng này mình bỏ miệng mình ăn. Ngon. Mình có chuẩn bị thêm cái dĩa nha các bạn. Đó, cái nào mà mình xiên que xong rồi mình sẽ để lên dĩa cho là phương tiện. Mình lấy dĩa gì bự vậy? Bự vậy mới chưa đủ á em. Bên mình hai cái miếng này mình cắt nhỏ nhỏ rồi đi. Làm nhiều xiên á. Thôi mình nhúng vô đường nó cũng cứng rồi mà. Ừ nhưng mà mình cứ làm heo vậy đi em. Hay làm cái quýt đi. Sao lọc quýt ra mình làm nha các bạn.
lỡ hơn. Ngon anh, quá ngọt luôn nè, thử ơi, ngọt lắm luôn á. Ngọt vậy á? Ừ, mà không có hột nha. Một cây nha anh em, được một cây luôn nè. Ăn mà chanh này rất là dễ xiên nha anh em. Ủa, như nó có hột ở đây nè. Có hột chứ, có hột. Ê, em xiên vô cây nó có một tím nữa. Bỏ vậy. Hình như là anh nhớ không nhầm, hồi trước anh ăn á, cái lưỡi anh tím lè luôn á. Hạt điều thì mình sẽ sắc lát ra xiên nha các bạn. Để lần đầu tiên trong cuộc đời mình ăn rồi, thử luôn á. Nghe nó chát lắm á, mà mỏng nước. Cái túi nữa. Thôi, cái này ăn không được rồi. Nhớ mình thì cũng được, làm được nữa rồi nha anh em. À, giờ tiên mời Hà Nội. Thì tới lượt mình lột mấy hái nha anh em. Cái này là trái mây. Như để mình gai góc thì mình lột. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, hát vừa chị anh em ơi. Đó, một mối rồi đó, tôi để đây xíu bà Di nha. Ok. Này mới là chỉ là hình tròn thôi, giờ mình sẽ tạo hình. Rồi mày tạo đi, tôi ghim cho. Xong một cây chuối nha các bạn. Hãy làm cây xoài. Xoài. Ok, á, à, lên đường mấy ngay. Lên đường cái trắng nha. Nghĩ như đèn hết đường vô luôn. Đây là 400g đường nha các bạn. Mình sẽ bỏ 160ml nước vô. Ôi, đường nước dưới ta. Chắc không xeo đâu. Không xeo đâu. Rồi bây giờ mình sẽ tách cái măng cục đi. Ok. Ủa này tách măng cục sao chị ba? Mẹ. Mẹ gì hả? Ê, có tét không? Được. Mình có cắt từ các bạn ơi, mình mới vừa xỏ vô, mình móc lên cái là ra nguyên một cục luôn nè. Đẹp quá vậy, trắng nở luôn kìa. Vậy thôi bây giờ mình làm một xiên là hai trái đi. Rồi mình được hai trái vậy các bạn. À, đẹp quá. Rồi vậy em làm đó đi để chị xiên chứ mất nha. Ok. Mình xiên que xong rồi, bây giờ mình làm gì tiếp theo đây chị Bi Ba? Mình đi nấu đường đi. À, cái cộng đoạn này em biết nè. Biết không? Vậy biết. Là chị giao trách nhiệm này cho em nha. Ok chị Bi Ba. Giờ mình sẽ ăn thử trái chanh nha các bạn. Để coi có ngon không? Để lát nữa mình biết nêm nếm đường nó ra sao các bạn. Ngon sạch anh kỳ đấy. Ngon lắm, mà nó chua. Hơi chua chua. Nhưng mà mình ăn một hồi lát nữa là nó có vị ngọt lại. Em nghĩ là lát nữa chế đường hơi nhiều nhiều tí. Vì anh quậy anh mạnh. Mình xiên không có được. Xiên mé mé mà cái vỏ. Thấy không? Đứt ra luôn rồi nè. Nè. Lắm. Dạ anh em mình sẽ tiếp tục xiên nha các bạn. Khi nào có tiến triển khác á thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Giờ mình sẽ tắt sầu riêng nha các bạn. Đây là sầu riêng đầu mùi anh em. Vàng ươm luôn. Do là sầu riêng nó mềm khó làm nên là mình sẽ lấy một muối thôi nha các bạn. Đúng rồi, còn nhiêu thì tụi mình ăn. Nó mềm mèo à, lấy hai bóc vô sầu riêng vậy trời. Mẹ ơi. Ê, con mỏm nè. Rồi bây giờ mình sẽ hắn đường nha các bạn, ân bật lửa lên ân. Nhiêu đổ nhiêu đường vậy? Mình đổ đại nha các bạn, tại vì cái số lượng trái cây của mình không thể nào mà đếm được. Làm ăn gì sống nhăn nha bà, đổ đại luôn. Đúng rồi, thôi mình trời ơi, vậy chưa đủ hả? Tụi quên mình uống nguyên phao luôn rồi. Nhiều mà. Đó, thành quả thì của tụi mình nãy giờ 15 phút nha anh em. Rồi giờ mình sẽ cho nước vô nha các bạn. Cho ít thôi. Trời ơi, nghe thật thèm rồi. Tiếp đây, tiếp đây, tiếp đây. Mình nhiều đường mà. Bạn biết hắn đường không? Biết. Ừ, hắn đường thì cho đường nó xương xương thôi. Rồi sau khi mình hắn đường nó tan á mà giờ nó còn lỏng le các bạn ơi. Hết bài rồi, giờ Trung đang làm lại cái mới nha. Thì sôi rồi đó các bạn ơi. Thì nãy giờ mình nấu thì nó cũng đã sôi và tan hết đường rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gửi lên cái cây nho này nha. Oh,
mình xong rồi nè các bạn, xong cây rồi nè. Nãy giờ mình thấy cây này là thành công nhất luôn á. Rồi giờ mình sẽ cân đường nha các bạn. Rồi của mình thì đổ 400g đường nha. Đó đúng 400 luôn. Trời 401 luôn. Quá hay rồi. Rồi sao mình sẽ chế đường nha các bạn. Cho một miếng nước thôi. Ok. 5 minutes later. Bây giờ mình sẽ làm một điều kỳ diệu nha các bạn. Nè coi nè, mình khuấy nó nè. Đó. Phải xong rồi từ hỏi tự động nó sẽ bung lại trên cũ nha các bạn. Dạ Khang là đang làm kẹo đường nha các bạn. Rồi giờ mình thử đường trước nha anh em. Vô thử đi em. Ê, kết lại nè. Phải không? Thử lại đi nơi. Này mình đông đại mà. Thôi dứt luôn. Hòa hợp nha anh em. Không không. Bỏ vô thử cái tô em. Anh thấy keo rồi đó. Kỳ vậy. Giờ sẽ nấu lại anh em ha. Mẹ chứ thất bại anh em ơi. Ừ, tự nhiên nó đông lại cục cục vậy anh em. Đúng rồi. Theo anh nghĩ là hiếm nước đó. Đúng rồi, giờ mình sẽ đổ nước vô nha anh em. Đúng vậy. Đổ đại đi. Hình như đó chắc đủ quá. Nghe gì đẹp luôn á. Đó giờ nó tan ra lại nè. Nãy giờ nghe đội bên Trung và bị thất bại nên là như bỏ một đống nước luôn. Giờ như bỏ đường để khắc phục nha anh em. Thì mình ngồi chén quá thì mình quyết định mình review cái mây. Ừ. Mình review cho mày coi túc chưa giống đường thì nó ăn như thế nào. Thử nha. Nó chua chua. Nó ngọt ngọt. Đã vô nước đá coi nha, nó đông lại như chưa các bạn. Nè nhìn nè. Wow. Sao đông lại kìa dữ quá. Rồi ok, bây giờ để em nhúng cho. Ok, bây giờ sẽ quết cho các bạn xem nha. Rồi mình quết lên. Rồi mình đã hoàn thành xong cây nha các bạn. Tuy là hơi xấu á nhưng mà chắc là ngon lắm á. Xấu đẹp không quan trọng. Đúng rồi, quan trọng là chất lượng. Rồi cắm tay rồi để nước khô rồi cho ban giám khảo ăn thôi. Rồi giờ mình sẽ thêm đường nha các bạn. Tại vì của mình nhiều quá. Đúng rồi. Để cái xài này chua này kết hợp với đường này nó ngon lắm á. Rồi bà muốn làm bự rưới vô đây luôn. Vô đây, vô đây. Trời ơi. Trời ơi nhìn màu đẹp kìa. Đó. Thì tụi mình là thất bại, mình đã làm là khắc phục và thành công. Không mà không biết thành công chưa nữa. Rồi giờ mình sẽ nhúng nước đá nha các bạn. Ừ, để nhiều đá cho nó đượm lại đây nha. Nãy giờ cũng hơn 40 phút rồi, giờ mình lại coi team mình từng thành viên làm như thế nào rồi nha. Wow, bảo chứ thành công không? Không biết nó chưa ngâm nước đá này, mới còn mới ngâm nước đá à. Bạn mà nhìn đẹp như hồi lô luôn. Đúng rồi, nhìn đi chen luôn. Bóng ha. Bóng lưỡng luôn. Nhưng mà có cứng hay không đây nè. Rồi đi chứ qua khỏi đội Minh Đức coi sao. Mấy đứa xong chưa? Xong rồi nhưng mà thất bại nữa rồi chú ơi. Sao thất bại? Lần đầu tiên thì nó lỏng mà là thứ hai thì nó khét. Bây giờ con muốn đổi qua đường khác chú ơi. Trời ơi gì đâu mà khét nước màu đen thui vậy nè. Tại con là nước màu luôn rồi. Vậy giờ mấy đứa muốn đường gì? Đường trắng. Đường trắng đi vô đường mình thôi. Ok, đường cát trắng để chú đi mua cho đường cát trắng. Lần này mà thất bại nữa là không phải tại chú mua đường nha. Dạ. Thôi chú ơi, của con làm hư đường rồi giờ. Ừ. Con muốn đổi đường trắng chú ơi. Đúng rồi, làm kiểu gì kiểu nó cũng một là sệt, hai là nó trở về nguyên dạng à. Là kiểu như nó làm cục lại á. Đúng rồi chú. Rồi vậy rồi, chú sẽ đi mua đường trắng cho mấy đứa làm lại từ đầu nha. Của con giống vậy nè. Ừ. Nó cứ tan nha, bể á. Đúng rồi chú. Rồi ok rồi, mấy đứa đổ thừa tại đường để giờ chú đổi đường trắng cho nó như thế nào. Ê, tôi nghe nói đội kia đổi đường trắng kìa, hay là mình cũng đổi luôn đi. Chứ cái này đường không ngon rồi. Ok. Rồi thì mình mới đổi qua đường trắng như các bạn. Rồi cái đường trắng này thì mình bỏ 100g đường trắng, 50ml nước. Rồi mình sẽ để em luôn nha, không quậy. 5 minutes later. Ủa mình kẹo, bây giờ mình sẽ chiết luôn nha bạn. Rồi giờ mình sẽ ghim lên đây nha bạn, để cho nó khô. Chú ơi, con thành công rồi chú ơi. Chú, con thành công rồi nè. Đổi qua đường trắng thành công hả? Đúng rồi. Đâu đây chú thử coi. Đúng rồi. Wow. Rồi gõ vô bể nè. Ô được rồi, được rồi. Hai tay. Rồi mình gõ vô cái ngắt luôn, nó bể ra nè. Rồi để con làm hiếu lượng á chú, bây giờ con sẽ tăng lượng đường lên. Ừ, để chú ăn thử luôn nha. Dạ chú ăn đi, chú ăn đi. Wow. Rồi. Giòn kìa. Giòn không chú? Giòn tan luôn. Wow. Rồi tụi con cứ theo công thức đó mà thành công rồi đó. Yeah. Ngon quá. Ủa chú, thành công rồi chú. Đúng rồi nè, thử đi. Đâu, để con. Thử nha. Ô, đang rồi. Ăn cái bún gì bún? Đây mang đây rồi cái cua để anh. Ăn đâu em? Ồ dọn cắn đã hả? Thấy đợi chị làm ngon không? Đi phun luôn á. Bây giờ mình với Khang sẽ làm lại nha các bạn. Nãy giờ mình học hỏi mình rồi, anh Minh là tỷ lệ 1-2,
mình đong 300g đường và 150ml nước nha anh em. Đúng. Mình chế đường đi. Đây, 300g đường nha các bạn. Đó, hết luôn. Rồi, 150ml. Đó, em thấy kìa. Nấu nãy giờ thì mình đã thấy là hết cồn rồi nha anh em. Thì giờ mình sẽ xuống dưới mình mượn cái bếp ga mình nấu nha anh em. Thì mình giờ hết cồn rồi mình sẽ ginh xuống bếp nha các bạn. Mình mới nấu cồn mình không có khuấy nha. Rồi. Để cho nó tự tan luôn. Bây giờ mình sẽ làm lại nha anh em. Nhưng mà người ta thường nói có câu là thất bại hiềm lại, gian nan thì đừng có nản. Làm lại đi Dư. Đó, mình đã đo đường nha các bạn. Cái này là 500g đường. Bao nhiêu nước? Cái này là 250ml nước. Phải có công thức mới được. Wow, hồi nãy là mình thất bại rồi, mình tính hết trơn phải không? Rồi, mấy cái này là mình phải tâm quyết nha. Tại vì cái này là ăn điểm rất là cao nè. Nhồi với dầu là ăn điểm mà giám khảo á nha. Đúng rồi. Rồi giờ mình sẽ làm mấy mới nha anh em, đã làm mấy trước hơn nữa rồi. Ok anh em ơi, rồi những đem xuống bếp dưới đây là nó thành công nha anh em. Đây là mình do mình đổ đường trắng á các bạn. Coi anh em. Ơi, anh thấy nó bóng lửa luôn nè. Ừ, hơi bị đẹp luôn á. Ở đây động lên liền luôn nè. Ừ, vậy là khỏi còn bỏ nước đá em ơi, vậy là nãy mình bỏ nước đá sai lầm rồi đó. Lại đi, lát nữa nó kẹo lại á, trước ngày cái chùm chôm. Chùm chôm nha anh em. Rồi, lấm. Để bên đây nè, để bên đây tiếp luôn. Ừ. Đó. Được hai lỗi rồi. Để cái này nó bám anh ơi. Không bám thôi, bỏ đi. Đây hình như là mình thấy cái chôm chôm nó trơn quá các bạn, nó không có độ bám á. Ê, gỡ vớt trong luôn rồi. Cái kì vậy? Đâm vô. Ừ. Đụm lên cho lại. Rồi. Ê, nó bị đứt rồi, thôi kệ đi. Sao mà nhớ cái xong chưa? Được chưa? Ông lấy cái đồ đi, tôi ghi mới ra. Thôi, nãy giờ tôi đi ăn mì, tôi không biết gì hết. Thôi, anh con hả? Trời ơi. Sao ngắm vô mà để cho nằm ghê ghê vậy? One hour later. Các bạn ơi, team mình làm kẹo hồ lô trái cây thành công rồi. Yeah. Bây giờ mình sẽ chấm điểm nha. Dạ. Nó thành công quá nè. Thành công dễ chưa chú? Thành công gì hả? Bữa giờ. Thành công gì mà nhìn vô không dám nhìn luôn. Thì nó tóm lại là team mình hôm nay làm mình thấy không có ai làm đẹp với các bạn, nhưng mà chất lượng không biết có chất lượng không. Thì cái này của ai ta? Của đội con chú ơi. Đội này của Mạnh với Khang ha. Tao và chú thử cái Siri hả? Chắc đội giòn đi chú. Bốn chú chú mình. Ồ, cũng nứt nè, nó. Chú nhìn thấy trắng bóng không? Ừ, cũng được. Đó. Cây này có vẻ đẹp nhất nè. Dạ. Rồi để chú thử một cái coi. Ngon chú. Nghe tiếng giòn luôn chú. Có giòn. Kết hợp với seri nó chua chua ngọt ngọt. Ngon. Được, đội này được á. Tiếp theo là cái này là gì ta? Tắc hả chú? Đợi tắc hả? Hành á. Thử chú. Thử đi chú. Bụng rồi. Ồ, cũng giòn nha, bể nè. Chắc là không giòn đâu. Ừ, hai cái cây này đập lại ra nó bể không ta? Ồ, cũng được nha. Rồi, chú ăn được đi chú. Cái này tắt hả, ăn vô chú lè sao? Không sao. Thôi chú, nãy tôi ngăn đường rồi. Trời ơi. Rồi. Thử không Vinh? Chú đã là giám khảo rồi, phải thử. Tóm lại là cái trái này làm kèo lô không đúng rồi. Ôi ra là chú ghi luôn á. Chú bốc thăm cái đội nào nhân phẩm thì ai vậy? Nhân phẩm bốc trúng thiệt, không điểm luôn cái này. Ủa cái này gì đây? Chôm chôm hả? Ủa chôm chôm không gấp đường gì hết trơn hả? Nó bị trơn á chú. Đúng rồi, nó trơn, nó không có bám được chú. Coi như là cái này không thành công, không chấm điểm. Ồ, cũng giòn nè. Được nha. Quýt ngọt cọc với đường, sẽ ra sao? Bao ngon. Cũng giòn á. Bạn cảm ơn hai ăn gì đây? Đúng luôn hả? Không. Cũng được. Sao chú? Tuy không đẹp nhưng mà cũng được. Con này coi. Mặn. Nước. Cũng được luôn. Cũng được luôn là bao nhiêu chú? Chấm cho đội này 7 điểm. Yeah. Wow. Còn tới đâu con đi chú? Chấp cho 7 điểm rưỡi. Dính hơn 1 miếng. Rồi, 2 giám khảo, 7 điểm, 1 giám khảo, 7 điểm rưỡi. Đội con. Đội con là kẹo con nào? Nguyên một núi này. Rồi, chú lấy cái này luôn hả? Cho cái này nè. Chú giật lên. Trời, chú uống này trời, cứ ngắt vậy. Cứ vậy. Cái táo đi mà đường ở lại. Thôi mà chú uống này đi, nó dọn cực kỳ nước luôn á. Bể luôn á. Trời ơi. Cái này gọi là kẹo hồ lô trái cây khổng lồ nha. Bỏ vô coi. Ồ, cũng giòn á. Ồ, này trong vắt luôn nè. Chú búng cái ơi. Lứt ngay bể nha. Bể 2 cây gỏi này ngon chú. Bể luôn mới đẹp chú. Ừ. Mày bể xuất đi dưới đây luôn rồi. Mà này làm lớp đường dày quá nha. Với không đều nữa. Đúng. Nói chung là thẩm mỹ là không có đẹp chút nào luôn á. Đúng. Chú, thẩm mỹ là chú mới nhìn đây nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi ăn thử luôn chú ơi. Thử nha. Trời ơi. Để vô lại đi. Rồi, tới lớp rồi.
Giờ đếm. Rồi, chúng thử nè, cái này cũng giòn nha, cứng nha. Cứng thì có cứng á, nhưng mà không có đẹp nha, không có đều nè. Được. Này, ăn hết cháu. Trừ điểm. Đường đúng quá. Cứng quá. Tóm lại là trái táo làm cây hồ lô đường không được. Không đúng. Cái mặt Hà Nội. Trái này cái màu là không đẹp nè, đường người ta trong vắt, con này nó đục đục. Đúng. Không đẹp. Trời ơi, gì xấu quá. Quá xấu. Được rồi. Nhưng mà nó ngon chứ ơi. Không có ngon tí nào luôn á em. Nghe mùi là không biết ngon. Ngon. Cái này không giòn. Ủa mà trái này cái gì kỳ vậy hả? Mày mày. Mày ơi. Rồng ngắn. Rồi trái này không được rồi. Có cái cây dưới đó. Gì đẹp chú? Gì đẹp chú? Cái này là cho thẩm mỹ chất lượng là không được luôn, cho 4.5 thôi. 4.5 thôi Vinh. Giờ anh em chấm sao coi được á nha, chỉ có sầu riêng đó. Nè em chấm 5 điểm. Đó, 5 điểm. Vậy là 9.5. Rồi tới con nè, con hai cây dâu với hai cây nho. Xấu quá. Dâu với nho hả? Dạ. Thẩm mỹ. Trời. Gì mà chảy thế ghê. Chảy quá. Ở cái gì đó, đường, trời đường dày dữ hả? Dày dữ hả? Mới dọn hả chú? Nói chung là cái này thẩm mỹ là không được nha. Thử cây nho chứ rồi. Có giòn á. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Cái gì vậy chú hả? Chú trời ơi, kiếm ăn nó chi. Chú thử cái dâu rồi. Nhau nó chua mà. Ơ, trời ơi. Nó rớt ra luôn rồi. Quá không được rồi. Nhưng mà đường kết hợp với dâu ăn rất là ngon luôn. Đau quá hả? Ừ. Cũng ra. Mạnh lên. Mạnh lên. Chắc đợi không à. Đây nữa 4 cái ăn dính vô 1 cái. Mà tóm lại là không được rồi. Đúng. Thì độ này nói chung là có giòn thì chấm cho 5 điểm. Em chấm cho 3 điểm. Quá âm tài. Rồi tới đội của Trung đâu? Dạ đây chú. Cốc nho phải với lại quýt. Nè cốc Hà Nội ướp lạnh thẳng chú ơi. Ướp lạnh luôn hả? Cốc Hà Nội hả trời. Cái màu là thấy không trong à, đục đục nè. Thôi một cây thôi. Đúng rồi, cái này y chang cái bánh cam hồi xưa luôn nè. Nó không có trong, nó đục đục. Nhưng mà giòn thì có nhẹ nha. Thì ăn thử trái cốc coi. Ngon. Bớt mẹ. Thử à. Vinh, nó không có độ giòn. Nó bị bời rời quá. Ăn mà có gớt đâu. Thẩm mỹ không đẹp. Chất lượng cũng không ngon. Nói chung mà cái này 4 điểm. Mời, ăn giải không Vinh? 7 điểm. Đâu ăn giải nữa. Giải nó đã ngọt rồi, ăn đồ nữa. Tự đồ lại là giờ thấy thẩm mỹ đẹp chứ mới chấm nha. Bớt mẹ xấu không chấm luôn. Gì Vinh? Ngon phải không? Rồi tiểu đường rồi. Sao Vinh? Ngon mà. Ngon hả? Ngon. Đó, biết lắm mà. Thì ngon hay không á là do cái trái mình nó chua chua mà đụng với đường ngọt ăn mới ngon. Còn trái nào mà ngọt đụng đường ngọt nó là rất là dở luôn. Chứ đồ thẩm mỹ không có. Đồ thẩm mỹ không có rồi. Vinh chấm gì Vinh? Đồ này 4.5 luôn. Chấm cho 7 điểm nha. Wow. Thế lỗi mình hay nhất rồi. Đúng rồi. Đồ mình hay nhất. Nãy là chú chấm con 7 điểm. Vi Vinh chấm 7.5. Mình với khen là đội hay nhất nha anh em. Cố điểm gửi anh em ơi. Thì qua cái cuộc thi mà làm trái cây kẹo hồ lô này á, mấy đứa có kinh nghiệm gì không nè? Có. Sao? Tụi con làm hoài mà làm không được. Con nghĩ là cái này nó dễ nhưng mà không ngờ là nó khó vậy luôn á chú. Không phải chú. Dạ, con nghĩ cái này có căng mới làm được. Căng sao vậy? Có tay nghề thì còn tay nghề thôi. Phải canh đúng cái lượng đường á. À, đường với đường nước là canh phải cho nó phù hợp mới được không? Dạ. Con thì con thấy cái này quá là khó luôn á chú. Quá là cực chú ơi. Ừ. Đúng rồi, nó khó nhất là cái lúc mình thắng đường á, canh sao cho nó đều á. Đúng rồi đó. Lâu nhất là mình tay. Mình thắng lâu quá là nó đen, mà thắng sớm quá thì nó không bát. Đúng rồi. Coi như đây là bài học của team mình, lần đầu tiên team mình làm nhưng mà mình thấy cũng tạm thôi chứ chưa có được lắm. Thì trái cây còn lại là mình đã ướp đá hết rồi. Giờ mấy đứa ăn thoải mái. Cái giải thưởng hôm nay là Khang với Mạnh là cũng không xứng đáng lắm nha. Nhưng mà hồi đầu chú đã đưa ra cái giải thưởng cho mấy đứa có tinh thần làm. Thì hôm nay là mình thất bại rồi, nhưng mà không sao, thua câu này mình bài câu khác làm thành công hơn. Dạ. Rồi khuyến khích cho hai đứa nè, 1 triệu. Cảm ơn chú. Dạ Khang. Rồi thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích video này, nhớ cho team mình một like và đừng quên bình luận là team mình sẽ làm tập 2 tiếp kẹo hồ lô trái cây này nha các bạn. Đó. Bây giờ bye bye. Bye bye.